Hôm nay nó tiến đến chơi nhà một người bạn, nhà người Huế, và đến nhà rất là đẹp nha. Nhà này tới đến hơn là 32.000 square feet ha. Lot size rất là lớn luôn. Thì bên cạnh nhà có một cái vườn nho rất là dễ thương, rất là cute luôn á quý vị. Hồi nãy tiến ăn thử một trái rồi. Anh camera ơi, quay gần giùm nè, đó. Đã chưa? Cái nho này họ trồng ở nhà tưới nước á. Đất trên đây trên sang OC này đất của nho. Ở dưới OC mình thì không biết có trồng nho không, không biết nha, nhưng mà ít thấy lắm. Bây giờ tiến ăn thử một trái một chùm nha, trái chùm cho đã cho mọi người, cho mọi người thấy mê nha. Thật sự cái nho á, cái nho này á, hay nho lại cái nho này sao dai vậy trời. Rất là đẹp, cái nho rất là đẹp nha quý vị. Nó giống như trong bức tranh đó, trong cái bức tranh của ngày xưa ở châu Âu đó, hay là trong những câu chuyện của chúa đó, là có rượu nho, có chùm nho rất là ngon luôn á. Tiến không thích ăn nho thật sự mà nói, nhưng mà cái nho tại vườn hái ra ăn tại chỗ cái vị nó rất là đậm, ngon, chua chua, ngọt ngọt, mà ăn tới đâu là thích đến đó luôn. Còn rất là nhiều luôn nè, mà thích cái hình dáng của nó nè, dễ thương rồi chưa đó. Này nữa nha, cái này anh chủ cho chị chủ nói cái này là trồng để làm rượu chứ không phải để ăn, từ cái trái nó nhỏ thôi, nhưng mà thật sự ăn rất là ngon, ăn rất là ngon, mà ăn không trái nó không có bự, ăn không có bị ngán, cứ ăn túc tắc gì đó. Chị ăn chơi rồi có tiêu vi không, vừa sinh hoạt đó nha. Trời ơi, nhìn thấy phát mê luôn á. Đó, thì đây là cái vườn nho đó. Tiến về tiến suy nghĩ coi, cái nho này không có rẻ nha quý vị. Mua cái gốc cây nho này không, cái này cũng mất tiền lắm. Thì bây giờ thôi, mọi người đang chuẩn bị seafood, hải sản rất là ngon bên trong. Mời mọi người vô bên trong ăn seafood nha. Đây là không gian bên trong nhà, đẹp chưa? Đây bà chủ thôi, bà chủ nhà, không sao, chủ nhà mà. Bà chủ nhà có cái bộ sofa không? Bộ sofa Royal Hoàng gia. Từ Việt Nam mang qua luôn hả? Ôi ôi. Vậy hả? Tí nó qua trường Phật, dạ. Thích cái bộ sofa đẹp quá trời. Còn đây là bàn ăn của chúng ta. Mời khách quý tới. Này món này, trời ơi, món gì? Này món này món cua sốt, là cá nướng, rồi bò, sốt XO, lobster, hấp, cua hấp. Rồi có mấy người mà sao mà có nhà, có 4 người đến mà em làm. Sinh nhật chị Thư anh. Còn ai nữa không chị Thư? Dạ, sinh nhật của chị. Có 4 người mà em làm ăn tới 40 người nữa em. Chị Thư birthday nguyên năm mà chị Thư. Chính nhớ mà bà chủ. Bất đi nữa nè, xa nữa ngày 24 là toàn bộ mấy anh bên Việt Nam qua đông lắm. Thương lắm. Dạ. Thì có gì tính rủ mấy đứa em xuống tiếp á, mấy anh là bất động sản không. Rồi cua này là bác Tâm nhà nấu nè. Cảm ơn bác Tâm nhiều nha. Bác Tâm nấu. Bác Tâm nấu cái này luộc rau rán thôi. Không biết cua. Đồ cua hiện tại này. Đây là phòng sao. Sao tội nghiệp vậy? Sao là ăn mì gói? Mấy cái gì? Vậy hả? Ăn hả? Dạ không, nó không ăn, không ăn gì. Hồi này, hồi này thấy cua tôm đi rồi. Nghe cái mùi đó nó không quen dạ, đúng không? Dạ, chạy ra này. Dạ, yeah, mít nè, bà chủ nè. Chủ mi kêu. Chủ cho ăn mít. Thôi đó, nhà có mấy hai mẹ con thôi mà tôi cảm giác như là 20 mẹ con rồi đó. Bánh trái giống y chang nhà mình, nhà có 3 người thôi mà ăn hoài không hết. Cái gì biết á, ở Mỹ này nó có cái bệnh là ăn không bao giờ hết, mua á. Đúng rồi, nhà mình cũng vậy quý vị. Tủ lạnh 2 tủ rồi lúc nào cũng đi chợ là mua đồ về nhét trong đó. Dạ. Cũng phải là dạ. À, bà chủ xinh đẹp của tôi nè. Đó. Người người chỉ mô rưa mà đẹp như vậy. Quá quá. Chủ nhà rất là hào sảng, rất là tốt.
thương bạn bè, thương mọi người. Đẹp quá ha, mỹ thương. Anh qua bên này, anh qua bên này. Đẹp cái ghê chứ. Nhờ các bà chủ nhà mà vừa rồi chúng đi Phú Quốc chung được một đêm ở riêng biệt thự villa. Ồ vậy hả? Trời ơi. Cảm ơn Vân tặng cho một đêm. Ủa em ơi, anh sắp đi Việt Nam nè Vân ơi. Em cần. Ai ok đòi nè. Một năm được 30 đêm. Dữ vậy hả? Ở đâu? Phú Quốc hả? Không, tất cả toàn quốc luôn, tại em có hai căn một Vinber á. À, à vậy hả? Rồi, cảm ơn. Đi nghe nhà của tôi. 50 triệu nữa. Có 50 triệu. Ờ vậy hả? Nói luôn nó đưa cái. Vậy hả? Rồi, cảm ơn chị. Cái giá trị á, giá trị. Lấy cái ly đó. 50 triệu là trả tiền thuê à? Không, người ta cho mình được cái trị giá 50 triệu ở cái chỗ khu vực đó. Ồ. Mình ăn uống ở đây kia. Đất tiếu đi. Yeah, đất tiếu đi chơi vậy. Là ăn uống cho đó hả hay sao? Không, mình ở phòng. Cái 50 triệu là cho một năm. Không, không. Em có cho mà mua cái dự án đó mình mấy 20 mấy tỷ, bây giờ người ta cho cái member. Mấy giống như là mình mà mua nhà nó cho mình cái voucher đó. Em nghĩ là mình xài cho bao lâu? Thì xài như xài. Hình như còn 1 tháng mấy 2 tháng rồi là 30 đêm mà được cái biệt thự 2 phòng mà ăn ở miễn phí luôn. Đúng rồi, đó. Rồi, thì là kỳ này mình đi Việt Nam sẽ được ở một đêm miễn phí đúng không? Hai đêm, hai đêm, hai đêm. Một hoặc hai đêm hả? Hai đêm nữa. Hai đêm là bốn người. Vậy là hai người khi nào cưới? Đi, cưới em đãi cho. Cảm ơn bà chủ Vân nhiều nha. Cảm ơn em gái. Thank you. Không, chung đi tạc rồi, chung đi sơn đâu. Tối hả chị? Dạ, bây giờ em đang chạy bộ. Sớm quá. Em chạy. Rồi mình cũng chưa đói. Sớm quá nhiều rồi. Ở chân trước đi, mình ăn được sâu. Chụp hình cái dĩa bò này nha. Đây, đó. Ủa, bắp mình nướng không vậy? Chị đang nướng. Thôi, về để mình nướng đi Phương ăn bắp. Chung trình. Bắp sao mà chưa chín. Quá. Quên nó quên bận. Thắng mỏi dầm ngon dữ vậy. Cái gì hôm qua là thôi là chị buồn luôn. Hả gì? Tại vì chị nói là đủ đức tiếng qua. Mà đức tiếng mà đi về là thôi chị thương giận luôn. Trời ơi em phải ghé cả đủ trò đủ kiểu. Làm một lần hết rồi làm. Em sẵn hỏi cho em ngồi. Hôm nay là một cái bữa tiệc chào đón đức tiếng từ Nam Cali lên đây. Rồi. Xin chào các chị ơi. Và chúc mừng anh Trung Lâm. Có bạn mới. Bạn gì bạn trò trò bạn trò trò à, bạn chú Trung Lâm có bạn mới chắc à, bạn trò đã cướp đi người yêu của em. Ủa em bắt người yêu là vì Trung Lâm hả? Dạ anh từ lúc anh Trung Lâm bước vào nhà em thế là giờ em mất luôn người đó luôn. Nhưng mà em vẫn vui mời nó trở lại. Vui tại vì anh Lâm cũng giúp đỡ con em mà. Cảm ơn anh Trung Lâm nha. Mai mốt lên xuống với oxy đừng ghé nhà tôi. Ok vô. À ông khổ rồi anh. À xin mời. Dạ. Bà trong năm người nào cũng vậy thôi. Mình chỉ chơi với người dễ thương thôi. Bởi vậy bởi vì ba chị em mình chơi nhau đúng không? Vẫn người nói vậy thôi. Con này nặng dữ vậy hả? Yeah. Wow. Bằng cái mặt mình luôn. Thiệt á. À bự dễ sợ luôn. Trời to. Đố tí con này con đực cái đó. Con đực. Con đực, con đực nè. Đực. Con bê đê. Đúng, chính Trung, xác. Trung cứ nghĩ con cua cũng như con Trung vậy. Con cua mới được kìa. Cua mà cũng tha cho người ta nữa. Khổ ghê đó cua gì. À. Cua mình, cua bóng. Cua của bạn thì bạn tự lo đi. Bạn cứ dùng cua người ta. Thế mà bạn phái. Bạn thiệt là kỳ cục. Em còn đang nói em thích nói tiếng em yêu Huệ. Nhạc.